Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay đưa ra những yêu cầu sai khiến đối với người khác đúng không nào? Vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học mẫu câu này trong tiếng Nhật nhé. Hay, hajimemasho. Đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau xem một bức tranh. Cô bé này thì đang mệt đúng không nào? Cho nên là người bạn bên cạnh cô sẽ nói Tsukaremashita kara, chotto yasunde kudasai. Tsukaremashita kara, chotto yasunde kudasai. À, vì mệt, bạn hãy nghỉ ngơi một chút đi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây xuất hiện một ngữ pháp là te kudasai. Vậy, te kudasai có nghĩa là hãy làm về. Và cách dùng của nó khi mình muốn nhờ vả, chỉ thị, khuyến khích đối phương về một cái gì đó. Và trước khi đến với mẫu te kudasai này, chúng ta hãy cùng nhau ôn một chút về thể te. Hay, thể te ở nhóm 1, ichiri, thì các bạn chuyển về thành tu nhỏ te, kaimasu, kate. Mi, ni, bi, thì chuyển về unde, nomimasu, nonde. Ki, chuyển thành ite, kikimasu, kite. Gi, chuyển thành ide, oyogimasu, oyoide. Shimasu, shite. Kashimasu, kashite. Hay, và các bạn hãy chú ý, ikimasu thì mình sẽ chuyển về thành itte. Đối với nhóm 2, thì mình bỏ mas cộng thêm te, tapemasu, tapete. Nhóm 3, shimasu, shite, samboshimasu, samboshite, kimasu, kite. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập một vài ví dụ sau đây nhé. Ở đây thì hai vị khách đang muốn nhờ cô bé chụp một tấm hình đúng không nào? Vậy thì hai vị khách này sẽ nói Sumimasen ga ichimai shashin o totte kudasai. Sumimasen ga ichimai shashin o totte kudasai. Xin lỗi nhưng mà có thể hãy chụp cho tôi một tấm có được không? Hai. Ở bức hình này thì cô bé đang bị sốt nên chúng ta sẽ khuyên rằng Netsu ga arimashita kara kusuri o nonde kudasai. Netsu ga arimashita kara kusuri o nonde kudasai. Vì bị sốt cho nên là hãy uống thuốc đi. Chữ kanji này là một chữ kanji khó, hay kono kanji wa muzukashi desu. Cho nên cô bé đã nhờ bạn của mình Sumimasen ga kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Sumimasen ga kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Xin lỗi nhưng mà hãy chỉ cho tôi cách đọc chữ kanji này đi. Hay. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. Za mata kondo onegai shimasu.